Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa cùng với lại chú với lại các anh chị với lại Thùy Kim Khiết kính chúc quý bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mấy anh em Khương Dừa đang có mặt ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh mà á. Hôm nay thì là Khương Dừa được sự giới thiệu của bên chị Bạch là hội chữ thập đỏ của xã, rồi bạn Phúc là bên đoàn thanh niên của xã và chị Hiền bên hội chữ thập đỏ, chị Hiền chữ thập đỏ, còn chị Bạch là bên hội phụ nữ, lại chú Tư là bên ấp để đến thăm một gia đình cũng có hai bé nhỏ cũng bị khuyết tật á. Giờ mình đi vô trong. Sáng giờ thì mấy anh em Khương Dừa để mấy bạn đi trước, đi trước Phúc. Được tham gia lễ hội nghinh bà ở địa phương rất là vui luôn. Hả? Đây biển Cần Giờ mà kế bên biển nè, đây có biển có rừng, ta trồng là trồng bắp nè, bắp với trồng cỏ nuôi bò. Ủa này mình vô đường sao hả ta? Mình vô đường sao? À, ủa cái này nhà trọ hả là nhà vậy? Cách đỡ ở à? Dạ hả vậy? Nhà nước á. Dạ. Đây, mình đi đông người quá. Hay mình giao trước ha. Khoảng 15 người chứa được không vậy? Được. Được hả? Hai gian trước đi. Gian trước. Đó là mẹ hay sao ta? Mẹ. À mẹ. Đường nào đi ra trước đường nào vậy chị? Trong... Đi vô nhà luôn ra trước hả? Ở nhà chị hai mặt tiền. Mặt tiền trên biển với mặt tiền lộ. Ôi, chào con. Chào cho cô. À. Con tên gì hả? Tên Bảo Ngọc. Hả? Tên Bảo Ngọc mà. Tên Bảo Ngọc hả? Dạ. Hôm nay con nhiêu tuổi? 8 tuổi à. 8 tuổi hả? Dạ. Dạ tuổi rồi, chốt cái chân nhỏ mẹ con ra. Hả? Con... Con ra trước đi, con ngửa miệng ra, con ngửa miệng ra. Chú ra trước đi à, con ngửa miệng con ra hả? Dạ. Mới ăn cơm hả? Sao con 14 tuổi mà con nói chú 8 tuổi? Nó không biết. Chú đi đường này nè. Con không biết hả? Dạ. Đi đường này nè. À, tự cơm tự vệ sinh được hả chị? Không, tắm rửa thầy chị tắm. Mà nằm múc cơm với nó thầy nó ngồi nó múc nang vậy ăn xong ra rửa miệng đánh răng. Dạ bé này bé lớn nhất của chị hay sao? Bé lớn nhất. Con gái ha. Gái, còn nhỏ thằng ẩm ra thì đi đường này nè. Trời ơi. Chị bởi giờ nó bệnh chị ở nhà chị cũng đi làm. Cái này là kêu bằng cái phòng ngủ hay là sao chị? Nhà mấy mẹ con chắc gì ở đại gì đó. Rồi chồng chị đâu? Chồng chị bỏ rồi. Chồng chị bỏ chị rồi hả? Rồi. Còn hôm nay là thằng con thứ Út. Ôi chào chị. Chị là chị gái của chị đó hả dạo? Cái này là em hả? À? Cái này cũng cất tạm ở luôn hả chị? Cất tạm ở không? Trời ơi. Ở đậu ở nhờ vậy đó. Ở đậu ở nhờ vậy hả? Đi. Vậy hả? Đất của người ta sao? Đất của người ta. Còn cái này là của nhà nước. Chị cũng mới bệnh mổ về. Vậy hả? Ủa bắp đâu ngon vậy? Vì bà bán đó em. Thế hả? À, chị trồng hả? À. Nhà chị bán nhiêu trái? Nấu bán khác rồi mua vậy khác. Tính để ấy để giờ có nấu chín không? Nấu bây giờ thì chị bắt lên chị nấu cho. Bắt lên nấu cho đi, trái mua ủng hộ cho. Nấu mấy chục trái. Nói chuyện nấu chừng nó hết vỏ đó đi. Nó hết vỏ đó ở 2 ngày ăn cho hết. Nó chứ chừng 20 thôi chị. Cái này về nướng ăn đồ ngon ngọt lắm mới ăn. Mua thêm mới đem về thành phố. Không mua thêm về là không ngon. Mua về mai là không ngon. Đi qua sông không ngon. Qua sông không ngon. Qua sông mà cách đò là không ngon. Trời ơi, em mê bắp lắm. À hôm nay quên này giới thiệu với bà con bác bạn Thùy đó. Hồi sáng giờ là coi như là đã cùng với Khương Dừa tham gia cái lễ hội nghinh bà ở xã Long Hòa. Dạ hôm qua mới xuống hôm qua đó. Rồi hôm nay là hai anh em mới cùng đi thăm các hoàn cảnh. Thì cũng cảm ơn Thùy rất là nhiều. Cũng nhờ Thùy mua cam rồi bắt đầu hai anh em tính toán đi kinh doanh bán cam đồ. Mà mua 50 triệu bán là được 35 triệu đồ. Rồi hai anh em đi trao quà cho bà con. Nhanh lắm, bán trong 2 tiếng hồ hết rồi. Dạ. Thì hai anh em đi trao quà cho bà con cô bác ở huyện Cần Giờ. Dạ. Bắp này ngon lắm, bắp này chắc, ngọt, bắp chắc không có thuốc men gì hết chị? Không đâu em. Này chị
Cái này chỉ trồng là không có thuốc men gì hết, chỉ nấu chỉ mới nhúng thuốc thôi. Cái này là nhà của con em nó trồng, còn chị chỉ đi làm mướn thôi. Ờ à, đây đây mà mẹ. Đây là mẹ. Rồi mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân nuôi ba đứa. Nay chị nhiêu tuổi rồi? Chị 47. Chị 47 hả? Chị 47. 47 nhìn trẻ quá vậy. Đó đi làm trong quán ta không cơm trong mát á. Dạ. Trước chị bắt miêu chị đang còn nuôi hết chứ. Dạ, giờ chị cũng đang mà. Chị cũng đỡ. Rồi quê quán thì chị ở đâu? Quê chị ở Hậu Giang á. À, rồi chị lên đây lâu chưa? Chị lên đây lập nghiệp đây là cũng 7 năm rồi. 7 năm 2017 rồi. 2017. Rồi đứa lên với con ha, là có ông xã không? Có, cũng lên ba đứa luôn vậy đó. Có ông xã nữa hả? Có. Rồi đây làm đẹp cho chị nói chuyện nha. Rồi ông bỏ đi khi nào? Ông trên xin phép, trên xin phép nha. Sao? Em nói công mà tao nói em nói dốc và em nói thiệt luôn, tại hồi trước là chị có chồng sao là ba đứa nhỏ á là cha dượng. Mà như nó ở luôn hôm nay nó có mang bầu lấy cái nồi nhỏ. Rồi chết. Giờ giờ bị bắt rồi. Ở với bé này hả? Bị bắt cũng gần 2 năm rồi, bây giờ chị giấu chị dám nấu. Bây giờ ngồi chơi cho bác luôn ha. Có đi đâu nữa hả? Con bé này, bé này có bầu hả? Có bầu. Rồi có đẻ. Nó bị hư thai. Con nó bị. Vậy hả? Trời. Là chồng trước chị là có con không? Chồng trước là con bé này. Đúng rồi. Chồng trước là bé này. Có hai đứa tật đó. Hai đứa tật. Rồi chị mới chia tay. Ưng chia tay rồi ưng sao là cái thằng 7 tuổi đang học lớp 2 nè. Rồi. Giờ là chị 3 tuổi ba đứa. Ba đứa đi là hai vợ chồng đều đi làm nữa mà chị cũng không biết là ăn ở hay nào chị không biết. Phải chị thấy nó càng ngày càng to chị mới thấy gì chị nó chắc con mình bệnh chắc con mình bệnh chắc hơn để đẩy qua dịch đây rồi đi khám cho con luộc lâu hơn bằng giờ 5 tháng dạ. Cỡ 2 tiếng. Ủa lâu vậy hả? Dâu là hơi mua ốp sống thì chị cũng nói ngon ngon cỡ 2 tiếng nữa. Hai tháng sau rồi cái đi siêu âm á ta nói con bị tật con nó cũng chắc luôn rồi rồi cái bị hư thai luôn rồi nào chị mới đi ra bệnh viện từ lâu bây giờ nướng đi. Dạ thôi được rồi chị, thôi được chị, tưởng nó luộc ra nhanh luộc để mời mấy anh chị rồi đây luộc chơi mà. Dạ thôi mất lâu quá, thôi đi mua xíu thì chia người nhà mà nay nấy luộc ăn. Tính mua ủng hộ chị mà. Đó bởi giờ chị nói chung ra chị giấu vì sợ ở đây nè, ta nghe như vậy, ta găm ra ta ghét chạy chuyện mới làm ăn được. À. Rồi chị giấu rồi nói chung ra các em lại đây thì chị nói thẳng cho em nghe luôn. Dạ. Mình cũng làm mình tâm sự cho biết. Đó. Dạ. Là hồi trước là chị ở dưới Hậu Giang chị có gia đình, chị đẻ hai đứa, bé Bảo Ngọc với bé tên gì chị? Lý Kha. Lý Kha là con trai. Trai. Rồi sao mà ông chồng sao cha của hai đứa bé lại bỏ hai bé? Tại vì là chị nói chung là chị làm vợ bé thôi. Người ta có vợ lớn. Rồi xong người ta thấy con cái tập quyền vậy nè. À. Cái người ta bỏ. Mà chị có đời chồng nào chưa hay là mới là chị là con gái rồi chị làm bé người ta luôn hả? Làm bé luôn. Rồi sao mà duyên nợ thì sao vậy, thấy cũng được gái mà. Chị khổ lên đinh lắm. Rồi xong cái chị ổng đi ở tù đó là 2 tháng mấy là chị đi làm mướn không á, làm mướn nuôi tụi nhỏ. Mà chị mới thất nghiệp đây là khoảng 1 tháng thôi. Cho ở nhà chăm nên bây giờ hai đứa này bệnh quá trời luôn. Rồi. Rồi giờ ở đây là mình kêu bằng là ở tạm trú. Tạm trú. Ồ vậy tạm trú vậy là mình hưởng chính sách của mấy đứa nhỏ là ở đâu? Hưởng chính sách nói chung ra chưa có, cũng như trong xã cũng thấy hoàn cảnh gì đó. À. Trợ giúp nhưng là cho gạo, cho nào cho kia vậy. À, địa phương đây là ta thấy thương, ta tạm trú người ta giới thiệu bên, để tới tặng quà chứ còn quân cũng cho nó chứ cho còn đúng là mình phải làm cái chính sách cho bé là ở địa phương mình ở thường trú đúng không? Đúng rồi. Rồi bé chị mới nói bé là Lý Ngọc, đây là Lý Kha. Lý Kha là bao nhiêu tuổi rồi chị? Lý Kha là 12 tuổi, còn Lý Ngọc thì được 15 tuổi. Là mới sinh ra là hai bé bị bẩm sinh luôn á. Con này có 1 kg 2 à. 1 kg 2 chị nuôi nó tới giờ là tả khăn quắn luôn là 1 kg 2. Nó tưởng tượng như là con mèo vậy á. Mắt đờ lòi mình mấy nó hả, đầu cổ nó mềm mèo à. Dạ. Mà chị nuôi nó tới giờ á. Dạ. Mà người ta kêu chị á là gửi vô trong về trại một cô để người ta cho ăn học mà chị thương con chị không gửi. Chúng ta chị nuôi rồi, chị đi buôn bán số hay làm mướn gì đó. Mà cha của hai đứa bé bỏ hai bé năm bao nhiêu tuổi chị? Lúc đó thằng nhìn con này mới 7 tuổi. Dạ, 7 bé tuổi. Này 2 tuổi, bé này 5 tuổi. Rồi mẹ con dắt díu lên đây. Dắt díu lên đây làm nữa, hồi trước là chị đi bắt nhiêu dưới biển nè. Rồi, giờ chị bệnh, chị làm không nặng không được, chị đi rửa làm mướn quán á. À. Chị rửa chén, rửa bát. Làm loan thảo rồi này với 34 chị làm hết luôn á chứ. Giờ khách ế quá, người ta không thuê nữa, ế quá.
Rồi ngoại của mấy bé đỡ không chị? Chắc cũng mất khổ hết rồi. Mất hết rồi. Cũng nghèo luôn á, mà chết hết rồi. Là em thứ mấy? Là em thứ sáu. Rồi ở trên đây là chỉ có hai chị em hay là còn ai nữa không? Không, chỉ hai chị em. Là chị đi làm mà nó phụ nhà gom nước chị đó. Chị 47 tuổi, còn ông xã sao, chị bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn, tuổi con chuột á, sinh năm 84. Đúng rồi. Mà cưới về ở với chị có một đứa. Bây giờ chị không dám nói, nó trong ở đây nó đồn, đồng lại người ta ghét chị không tính ở được. Chị giấu bữa nay có Hương rồi lại chị mới tâm sự. Bao năm vậy? Chị cũng xử chị cũng lên coi nó, chị không nghe, chị cũng quan tâm tới luôn. Ủa sao thầy cũng vợ chồng cũng đi làm ăn vậy á, chị đi Bắc Nghiêu, ổng đi Bắc Nghiêu, mà chị đi làm mướn, ổng cũng đi làm bên Phù Hồ, mà tại sao chị không hiểu, chị không hiểu lý do sao mà ở hồi nào mình cũng không biết. Rồi con bé này nó nói hay sao? Nó không có biết nói, thì chị thấy nó bụng bự á, cái nó ăn không uống không được á, cái chị mới nói chắc con mày bị bệnh, thôi để qua dịch đi, hồi lúc mùa dịch người ta cấm ra đường á, là chị để cho qua dịch đi rồi chị hãy đi. Rồi không ngờ đi lên siêu âm thì 5 tháng chị trừ hững luôn, chị muốn chết đứng luôn. Rồi nó không có tiền, không có ngàn nào hết á, rồi gom góp. Sắp đứt gì trời. Gom góp tiền. Rồi lúc đó bé nó mới có 12 tuổi vậy hả? Đúng rồi. 13. 14 mới 1 năm nay à. Đó. Sao chị biết là ổng khai ổng nhận hả? Không. Đi lấy ATN. ADN, lấy ADN gì đó, rồi xong tao mới phát là biết, không người ta mới bắt. Bây giờ lên đây giấu hết trơn, không dám nói. Nói sợ đâm ra người ta ghét mình, ta nói là mẹ sao để như vậy mà không phải mình xúi dục chồng mình. Làm cũng không biết luôn, nó thật sự không biết, chỉ là con mình bị bệnh thôi. Chồng chị đi hái lá đu đủ thịt rồi nấu nước cho nó uống. À. Làm vậy sư cô ta kêu. Nếu nấu rồi cho uống thì sợ bị bệnh á. À. Thay cái bụng to đó nghĩa bị bệnh đó. Có đi hái thuốc nè, hái thuốc kia. Đâu biết đâu. Bây giờ chị có đặt dòng kế hoạch gì cho bé chưa? Không, bây giờ không có đặt gì hết. Ở nhà. Rồi canh bé hả? Có nhỏ cháu nè, nhỏ em nè canh. Còn chị làm tới 5 giờ rưỡi chị đi, tới 6 giờ tối chị về. Nói chung là chị không biết đi xe, toàn là đi bộ mà. Cái đi làm thì dắt bộ, đi bộ mà. Quán Lata, Kim Bin này chị cũng làm. Chỗ nào chị cũng làm hết á. Mà giờ ế quá người ta không có kêu nữa. Trời. Chị ở nhà mới cách đây được 1 tháng đó. Ở 1 tháng là chăm sóc. Cái này phải chị ở đâu mà ở cố định thì địa phương người ta là hỗ trợ người ta làm hồ sơ chính sách được, cái mình cũng bé hai bé chắc được hưởng chính sách. Tại vì dưới quê chị là khó lắm, không có làm ăn được. Không có làm được gì. Mà dưới quê chị làm được, chị cũng Hậu Giang mà là ở huyện nào chị? Ở Hậu Giang. Ở Nghĩa Trang chợ 7000 mình á. Châu Thành A. Huyện Châu Thành A. Thành A Hậu Giang. A Hậu Giang. Chị thì chị lên đây chị làm cái gì? Chị đi Bắc Nghiêu bắt đầu mà giờ bệnh mới. Làm mướn người ta luôn hả? Làm mướn hết, không ai ấy hết, còn chị, đất người ta. Chị gái mấy đứa con rồi? Chị không có đứa nào. Hai chồng không có đứa con nào? Chị làm vợ sao, ổng có hai đứa nó con. Hằng sao đó, ba hằng sao đó. À, ổng có hai đứa con sẵn. Hằng 7 tuổi đó. Mà trước đó chị có gia đình nào chưa? Có gia đình nào? Nói giờ chị nuôi á, nó học rồi, nó thai rồi đó. À. Bệnh mà không có biết. Không có biết mà bị bệnh ốc sơ hoàng phụ gì đó. Quê ở Hậu Giang. Quê ở Nha Trang. Nó được sao đó. Không biết bị bệnh rồi tới giờ 45 tuổi. Rồi cái máy kia, máy nhà ở đây là ai che cho chị? Người ta cho tiền không á. Dạ hả? Cho tiền che che. Còn cái nền dưới ta thấy mấy đứa nhỏ này nè. Để đi chị. Rồi mấy đứa nhỏ này nó bò lên bò xuống kề đá rồi nào chị làm á, dành dụm mà chị mua ba cái gạch mà lộn xộn á, chị dán lên cho nó bò cho nó từ tiện. Chứ nhà cũng lộn hòn như vậy nè. Chị làm lên á, rồi với chị mấy chú cái đuổi đi nữa thì đi. Ở tạm như vậy đó. Dạ mình ở tạm thì mình phải chịu thôi. Dạ đúng rồi. Chứ nhiều khi đất của bên quy hoạch này nước rồi này kia rồi người ta cũng quy hoạch này kia rồi. Mà. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ. Con 12 tuổi. 12 tuổi. 12 tuổi hả? Con tên gì? Lý Kha hả? Dạ. Mày biết mẹ tên gì không? Biết mẹ con tên gì không? Biết. Mẹ con tên gì? Lý Thị Nhiên hả? Dạ. Chị ngoan dễ thương hả? Biết hả? Bé này cũng biết nữa nè. Biết chứ. Nói không được. Nói nên nói mà cũng nó không có rành. Dễ thương mà. Con cơm chưa? Rồi. Dạ rồi nghe ha. Dạ rồi chứ không phải nó ngang mà quýnh á. Hồi xong mà ốm mà cái bệnh á. Bệnh mấy ngày nay nè. Bệnh gì vậy?
nó cảm xúc hơn. Cái tay con mà bị sao nhìn nó bị lão quá hả? Không phải, cái tay nó từ nhỏ giờ như vậy đó. Không có thẳng ra được hả? Được, cộng thẳng được. Không đến vậy đi, đi. Thôi từ nhỏ đi, đi, đi. Đi không tới. Dừng lại hả? À, đi tới. Còn con này thì không có lồng ngực. Còn con này đâu có lồng ngực đâu. Nó sâu. Nhưng mà bác sĩ nói là nó bị gì không chị? Nó, thầy bởi đi khám bệnh á, là thử máu nên nó bị chất độc màu da cam. Mà cái giấy mà giấy để đem lại cho xã xác định á, là tới 1 triệu mốt. Nói chung ra là chị không có tiền, người ta không đưa giấy đó, còn nằm ở trển. Thầy lấy cái giấy đó. Ừ, thầy đó, là 1 triệu mốt mà chị không có tiền. Chị bỏ giấy còn ở Sài Gòn á. Nào, tay nó bé. Cái bệnh viện, cái gì kêu bạch bạch gì quên à. Như lậu quá. Nhìn tay giống như tay người già ha. Bé mới có 12 tuổi. Nó đi lại chỗ cái gì khu du lịch Cần Giờ, chỗ khỉ đậu khỉ ha. Mà mấy khỉ lại cắn nó. Lại dập dập tay ra coi cái cắn người ta. Đi học với con lớp một giờ lớp đây. Ở nhà có tự làm gì được không chị ha? Cái đồ giùm hả? Tự lấy mình đi. Mình tắm, nó tắm được nhưng đâu có sạch. Lấy đi, mẹ đang nói chuyện. Mấy chục em lấy mấy chục, chị lựa cho nó. Lấy hết vậy, chừng 20 thôi. Này chưa đâu. Cũng ăn hết, 20 trái thôi. 20 trái gì nhiều chị? Trái nhiều đó, dư rồi. Này chồng ở đâu chị? Chồng ở đâu? Dư rồi, mới đốn. Là cái đất của người ta cho. Ta cho mình giữ làm muốn chết. Dạ. Dư à. Ừ. Đây là xã cũng hay dẫn các đoàn tới để thăm với trao quà hả chị? Xã cũng hỗ trợ thường xuyên. Xã cũng cho gạo, cho đồ. Dạ. Có những cái nguồn giờ chăm lo gì đó là đều ưu tiên hỗ trợ. Dạ. Đây là thuộc về là được tạm trú thôi ha. Cho nên là nó không có xin được cái chính sách thuộc hộ nghèo hả chị? Tạm trú đâu có được, tạm trú đâu có đâu, mình đâu có nắm, chỉ nắm tạm trú khó khăn rồi mình trao quà thôi. Rồi nay chắc mưa gió rồi nó cũng giọt dữ thần ha. Ngoài nhà này nhà của chị, nhà bên kia còn tệ hơn nữa. Kia là che mưa giọt tại tại. Ủa vậy mà mấy đứa nhỏ nó hay qua đây ở thôi sao chị? Nhằm khi mưa rồi chạy qua đây ngủ mà dạ. Không giọt thôi. Mưa lớn mới giống rồi, mưa lâm chạy vào đây. Mà bên đây cũng giọt hết trơn. Dạ. Hồi nãy Khương vừa đi nhanh quá, Khương vừa chưa giới thiệu cho mẫu mất cái nhà của chị nè. Đó, nhà của ba mẹ con đây nè. Đi ra đi đường này. Anh kia thì ở nhà còn có cái anh này, anh đang đi chuẩn bị đi học. Con lại chú hỏi thăm ai? Giờ con đi học hả? Ai đưa con đi? Đẹp trai ha. Con đi bộ hả? Con đi một mình hả? Thôi, đi một mình luôn. Nó đi bộ không á, nó đi học đi bộ. Lấy xong cho con, lấy đồ xong chưa? Ừ. Rồi tối ba mẹ con ngủ đây ha chị. Rồi ba mẹ con ngủ đó chị. Dạ. Rồi nấu ăn nấu nước nữa đây hết. Nấu đây. Đây được chừng chắc chừng 8-9 mét vuông ha. Chủ nằm. Dạ, để đỡ tốn tiền nhà trọ phải không? Đúng rồi, nhiều tiền đâu thuê nhà trọ. Rồi đồ này là đồ ai cho hả gì sao mà mặc cũng thình thình vậy? Là cho. Ở trường cho, đây nó mày kéo quần ra. Mắc cỡ nữa. Bỏ quần hả? Bỏ quần hả bà? Phải bỏ. Bỏ vô quần chứ đúng không? Bỏ chứ. Dạ. Ủa, hồi nãy nói chuyện với ngoài không? Còn bên cỏ sau đây là rồi nhà vệ sinh hả sao chị? Đúng rồi. Bài. À ba. 20.000 con đâu. Còn bên đây sao chị? Còn cái căn bên đây là nhà của người ta. Của người ta luôn. Dạ, của người ta cắt đỡ người ta nuôi nghi quá em. Dạ. Rồi giờ là vậy là anh đi học đó hả? Dạ, anh đi học. Rồi nên là tự thả lại cho anh đi vậy, tự đi vậy hả? Tự đi mình là tự đi tự rồi về. Tự đi tự về luôn hả? Đây tới trường xa không chị? Cũng xa. Xa hơn chú Tư ha. Xa. Dạ, chú đi. Ồ. Ừ. Người thất nghiệp rồi chị lấy gì chị nuôi mấy nhỏ? Chị cũng có gạo rồi có ăn, con nấu ăn được mắm vậy. Chưa có việc làm, bây giờ chị đi xin 2-3 lần rồi, người ta nói gần Tết, cận Tết ta ế quá người ta không thuê. Đi xin mấy chỗ quán xá đâu sao chị? Đúng rồi.
chưa vô quán. Đây là chỗ học của con nhóc. Đây là mấy chất đồ rồi người ta cho, rồi thuốc đây người ta cho ha. Thuốc. Cái này thuốc. Thuốc chị bệnh đó nè, một đống luôn nha. Bệnh của hai đứa nhỏ hả? Của chị á. Ủa chị bệnh sao? Chị hóa cuộc sống cổ chị trùm bệnh nhiều lắm. Dạ. Mới mua mới. Ôi anh này anh học cũng giỏi nè. Học giỏi lắm. Nó bằng khen. Ừ. Ráng cho nó học sau này đỡ chứ. Đúng rồi. Lo cho anh với chị nữa chứ mà. Chắc học rồi tập dở chắc cũng người ta cho không chị? Người ta cho không em ơi. Em lên lớp 1. Này sao dở sách dở cũng cũ. Đồ cũ. Quần áo. Quần áo. Tùm lum tùm lum. Thay chưa gì. Vậy chị khoan cái. Ồ, cái này kêu bằng sống rày đây mai đó không ạ? Ừ. Rày đây mai đó rồi sống kiếp tạm bợ luôn thiệt. Không có nhà không cửa. Ở quê là ba mẹ chị có nhà không? Ba mẹ chị cũng có miếng nhà. Miếng ừ, cái nhà mà chị tư dì ở. Tư chứ giờ mày về nhà sống với bà cũng mệt lắm. Sao vậy? Bà khùng khùng á, bà hay chửi. Bà chửi sao chị? Mấy chị em chửi rồi dành đất đó. Không chửi sao cô hả chửi sao? Hỏi mấy tụi bay muốn đi đâu đi luôn, mấy tụi bay quay lại đây làm chi vậy? Dạ, bà dành đất hả? Chắc bà dành đó. Bà có chửi thề không? Không. Bà có nói tục không? Bà có khùng khùng với bà không có chửi thề. Bà chỉ khỉnh khỉnh à. Ừ. Mà nhà chị là nó mấy anh chị em? Ba trai ba gái á. Ba trai ba gái, là chị là thứ... Chị thứ năm. Chị thứ năm. Nhỏ nãy thứ sáu. Thứ sáu. Còn một người thứ bảy Úc. Đã tù luôn à. Sao vậy? Thầy liên quan vụ đó luôn đó. Vụ gì? Vụ con bé á. Ủa cậu mà hay là sao? Thì cũng cậu luôn đó. Cậu mà ở đây cũng xâm hại bé luôn hả? Mà không biết có hay không mà giờ con bé nó khai lung tung hết trơn, giờ người ta bắt luôn đó. Vậy hả? Ừ. Cậu nhiêu tuổi? Tuổi gà, sinh 81 á. Trời đất ơi. 40, 4 mấy vậy đó. Tùm lum đó. Thì chắc cũng có cơ sở cho nên là công an người ta điều tra nên cho nên nó bắt chứ sao mà không có được. Ở cậu ruột con kia là ông dưỡng tùm lum hết á. Rồi phức tạp không, tại sao với không, tại vì nhiều khi mình mưu sinh mình lam lũ đi suốt á, con cái bỏ nhà rồi nhiều khi rồi cái không gian này nè nó cứ ngủ chung á, rồi nhiều khi mấy ổng mấy anh chả rồi nhậu nhẹt gì say xỉn á. Dạ. Rồi không kiểm soát được bởi tội nha. Rồi khổ cả đời luôn trời. Nhưng mà cũng em nghĩ chắc nói thì sợ chị cho buồn chứ sợ cũng một phần cũng chị nữa. Thấy không? Phần chị sao? Chị cũng đi làm bình thường vậy đi. Chứ phần là sao? Biết rồi, ví dụ như là... thì đó. Thôi nói đi nhiều thì nó làm bậy. À, chị cũng do đi làm dạ. ngoài đường chứ dạ. Chị cũng không có ở nhà nữa. Thì đó chị cũng khó chị cũng làm nhưng mà nhiều khi... cái chuyện này chuyện kia nói chung ra dẫn tới cái chuyện nó thẳng ra chung ra chị không có biết dạ. Xâm hại con mình chị không biết chị dạ. Nói thiệt dạ rồi bữa trước chưa tới thường biết ra chắc cũng té ngửa hả chị? Té ngửa đứng chỗ luôn rồi mấy hai mẹ con đi bệnh viện Trường Vũ á nửa tháng Vũ trời đó. Nửa tháng trời mới làm dạ rồi đó là mình lên trình báo công an. Báo công an ở địa phương đây hả chị? Địa phương này mới đưa lên Sài Gòn. Rồi người ta giám định. Dạ. Rồi người ta xử. Bởi lên tòa xử kêu chị đi chuyển đi. Dạ. Ừ. Muốn chết đâu chết đi mệt. Không đi. Dạ. Rồi hai đó hai người cũng quen nhau thương hay sao chị? Thì hai người thương nó cũng thương hai đứa nhỏ lắm. Dạ. Nó hai thương hai đứa tật này lắm. Thì lúc 5 tuổi là 7 tuổi là nó ở với chị là nó cũng phụ giúp thương tụi nhỏ. Không bao giờ xúc phạm không là đánh đập tụi nhỏ đâu. Dạ. Mà sao mình cũng không có hiểu vụ này nè. Mấy nó thương ghê lắm chứ nó không phải như cha dượng khác mà dạ. Đánh đập hay dạ. Là này kia đâu không có. Nhưng mà cha mà bạn ấy có gia đình chưa hay là... Nó cũng có gia đình, nó cũng có vợ, có hai đứa con. Rồi cũng gãy gánh. Gãy gánh luôn. Rồi mới đến với chị. Đúng rồi. Là quen lúc đó quen ở trên đây hay quen với quê? Nha Trang. Đi lưu lạc đâu Nha Trang như vậy? Hồi trước là chị ở Nha Trang chồng hai đứa tật á. Ờ. Nó rồi xong rồi bỏ nhau mới gặp ông này. Dạ. Bà này chị làm không đi làm bướm lót cho nó sạch sẽ cho nó bò lết thôi. Cái này còn thua cái nhà trọ người ta nữa rồi. Thua ha. Mà
này giống một cái kho để đồ của người ta. Nhưng mà giờ cuộc sống giờ nó vậy đó. Mưa dọc, mình không đi thôi chứ mình đã đi là mình sẽ chứng kiến nhiều cái cảnh đời mình không hình dung nổi. Cuộc sống thương hồ, cuộc sống rài đây mai đó mưu sinh. Ở đây là chị với ổng với hai đứa nhỏ ở. Chú không phải ở đây, ở trên kia kìa. Ở nhà bên đây nè, mình ta không cho ở nữa. Rồi đầu hai bắt đầu mới lên trên đây. Là xâm hợp bên kia. Đây là mới mấy mẹ con cắt đây ở đây à. Mà lúc đó dịch thì chị cũng ở nhà chứ ta. Đi Bắc Nghiêu. Đi Bắc Nghiêu, lúc đó dịch đi Bắc Nghiêu bắt ốc rồi đó. Anh này nói chuyện ngoan à. Sao lại cho anh mặc quần gái gì vậy? Quần áo nào tôi cho, cái nào cũng mặc hết á. Quần trai hả? Quần trai. Phải quần trai không? Ngồi trong quan. Ngồi ở đây. Nói được mà chị. Thầy nói được mà nó không có gành bằng này. Có biết chữ không con? Hả? Biết được chữ gì? Chữ A. Chữ A rồi chữ gì nữa? Chữ A rồi chữ gì nữa? A, không biết. Thích cho con học, con biết liền. Con biết hát không? Nhắc con đi học con biết liền. Dạ. Con biết hát không? Không. Dạ. Con hát bài cho chú nghe đi. Con có biết nghe bài nhạc nào không? Được nhiêu ký chị? Bé được nhiêu ký chị? Nó chừng hai mấy ký. Dạ. Em ơi. Ờ, kêu em ơi với cưng nhau. Hát đi. Hát gì? Không. Dù em hát thì em. Hát gì? Chú hát không thương á. Hát đi chú không thương á. Ờ, hát đi chứ chú không thương hả? Tôi nói với em nè. Em ơi. Hát gì? Chị gì? Hát đi hát. Nói tiếng Anh luôn rồi hả không? Nói tiếng Anh luôn rồi. Hát thì con hát bài nào cũng được hết á. Thôi thì con hát đi. Con hát đi. Hát gì hả? Ừ. Con hát bài gì con thích á. Hát đi. Chưa chị hát đi. Hát trước đi. Hát trước đi. Cái tai bé. Dạy. Cái tai bé cũng bị kiểu nhăn nhăn cũng như lão quá rồi không á. Không thẳng được, có cầm nắm gì cơm nước gì. Được, nó cầm muỗng ăn được. Múc cơm, múc gì đó. Sẵn gì cho nó để dưới đó, tụi nó múc ăn. Món gì? Thịt gà. Thịt gà làm gì? Sáng gì nó mua gà công nghiệp á, cho mấy cục rồi nấu canh cho nó ăn. Đâu nãy con đứng lên con đi làm sao? Không, nha nhược. Nó đi không có được. Ngò hả? Đâu con di chuyển sao đâu? Con di chuyển sao đâu? Thầy nó biết hết trơn rồi, nó gành hết à. Mà nó là nó nói không có gõ gà như hằng ngày. Con đi được phải không? Thì con nghe nhược, không bò nhược, không đập đi, nhược. Hả? Em con không tập đi. Em tập đi. Em tập đi rồi nè. Em tập đi, con không tập đi. Dạ. Em đi được hả? Dạ. Chết chân là đi không được. Em nói chuyện em nó có nghe không? Nó có lì không? Không. Nó ngoan hả? Dạ, em ngoan lắm á. Ngoan đó hả? Nó không có lì gì hả? Nó có thương con không? Có. Dạ hả? Dạ. Ờ, thương sao? Em. Chị thương em. Đó. Em chị thương em. Thương quá ha. Hai chị em tâm sự cả ngày à. Vô buồn cái là nói chuyện tới 10 giờ thôi ngủ đi cho mẹ ngủ, mai mẹ đi làm mới chịu ngủ. Chúng thôi ôm nhau nói chuyện hoài luôn vậy á. Không biết chuyện gì chuyện gì nữa. Rồi tóc tai của cháu ai hát thì chị cắt ở. Tự chị ở nhà hớt. Hớt 16. Hớt tầm 7 tầm 3. Ủa mà bị chất độc màu da cam là chị bị hay là ổng bị? Ổng rồi sao với chứ chị hằng sau có đâu. À ông trước. Ừ. Hằng sau đâu có đâu. Ừ. Thông minh chứ. Nó học giỏi lắm. Ai mua cái gì cho anh ăn hay làm gì cho anh chị anh ăn hết á. Dạ. Ông giờ làm gì chị? Bỏ không biết thì cũng không biết. Không có nuôi con phụ chị luôn, không để tiền không. Cắt đứt luôn à. Hấp đi em. Mà hai đứa nó biết cha không? Biết chứ. Con nhớ cha không? Đi học rồi. Dạ. Con nhớ cha con không? Nhớ. Cha con tên gì? Nam. Tên Nam hả? Dạ. Cha con quê ở đâu? Ở quê Ngân à. Ở đâu? Ở quê đây nè. Ở Bình Định á. Ở Bình Định hả? Dạ. Nha Trang á. Dạ. Bao lâu rồi con không gặp cha? Nhớ con sáu mặt luôn. Hả? Thấy con sáu mặt ba luôn. Không thấy mặt ba luôn. Không thấy mặt ba hả? Dạ. Bỏ cũng lâu rồi, bỏ cũng nay là lâu rồi. 7-8 năm rồi, 7 năm. Đúng rồi. 7-8 năm rồi. Lúc bỏ ổng thằng con này mới 7 tuổi à. Bởi lâu rồi. Mà còn này cũng xíu xíu
ấm tay không? Lúc sinh bé ra là chị đã biết bé bệnh rồi. Bị bệnh rồi, nó chút xíu à, không kỹ hai lúc, à. Lúc mà có bé nữa là chị có kiểm khám sai rồi. Cũng đi khám, cũng siêu âm, cũng bình thường, đi tổng quát hoài luôn vậy mà bác sĩ không có nói là bị tật hay bị gì, bác sĩ chỉ nói là con gái và con trai thôi, chứ không nói tật quyền gì hết. Không có siêu âm gì tật nha. Rồi nào mẫu ra. Thời bé này nó cũng chắc cũng có. Có mà bác sĩ nói bác sĩ giấu hay sao á. Không, hoặc là nhiều khi mình không có cái đăng ký cái gói đó là sao. Đây là chị mẫu ra cái ký 2 nè. Đây cũng mẫu luôn nè. Rồi này chị không biết con chị tật luôn á. Là chị nằm một bên một mình rồi con nằm một mình. Cái người ta hỏi ở sao em mẫu mà con em đâu mà không thấy con. Mình đâu có thấy mặt mũi con đâu. Nói là con chắc bệnh bỏ cách ly mẹ hay gì á. Rồi tới 7 ngày mà cắt chỉ đó rồi lên tuốt trên lầu á, nhìn hỏi con Lý Thị Duyên đâu, là chị có đứng khóc không? Lý Thị Duyên. Dạ, thành phố luôn á. Trời đứng khóc không, nhức mắt á, bây giờ mắt mờ lắm, hay mờ mắt lắm. Khóc hai đứa nào để đứa nào ra là khóc đứa nấy. Khóc quà khóc quỷ khóc, ổng đứa này mở ra tay chân công chưa. Anh bao nhiêu tuổi chị? Ổng lớn rồi, ổng sinh năm 64 á. 64 năm nay rồi 60 tuổi rồi, tụi mình 60 rồi. Ông lớn 64 á. 64 mà chị lớn hơn chị gần 20 tuổi. Mà mấy con của ổng trước đó là con mấy con không? Cũng ngon đẹp lắm. Vậy hả? Ba đứa gái đẹp gái lắm. Ủa vậy là sao? Mà chị cũng không hiểu sao luôn. Mà trong bác sĩ nói là cùng huyết thống gì đó. À quan hệ cùng huyết thống hả? Mà ổng là người, ổng là họ Nguyễn, chị họ Lý sao cùng huyết thống. Bác sĩ nói như vậy đó. Mà nói tụi này thông minh lắm. Nó không phải như người ta mà trẻ thi sinh khác mà nằm một chỗ không hiểu biết gì. Rồi vậy là nội mà chị ở nhà chị chăm hai đứa này không thì cũng được, chỗ đi làm mà làm giờ lương chị làm đây chắc tầm 5 triệu tháng cũng gì không 5 được. 5 triệu mấy? 5 triệu à, mà thức trễ lắm, đi sớm lắm, đi 5 giờ rưỡi 6 giờ tối mới về. Rồi ở đây là chị tốn tiền điện tiền nước hả? Con nhỏ em lo hết. Mình xài nước giếng em bơm lên mình xài. Là tốn tiền điện, không tốn tiền điện không tốn. Cũng như mình có tiền mình phụ giúp nó, còn không có thì nó đóng cho. Rồi còn lo ăn uống cho hai đứa nhỏ. Chủ yếu là mấy đứa nhỏ. Dạ. Cảm ơn nha, chị cho con. Con có muốn đi học không con? Lý Kha hả? Dạ. Lý Kha hả? Kha muốn đi học không? Chú hỏi chứ. Kêu em nó chỉ dạ, không? Con muốn chứ không phải con nói muốn nha. Có kêu em nó chỉ con chữ không? Có, nhỏ em, thằng em cũng chỉ học. Dạ. Em con có chỉ con học không? Qua khuyết tật học được hả chị? Qua trường khuyết tật học được. Nè, qua trường khuyết tật học á chỉ cái thằng này học thôi. Mà chị mất đi làm, chị đi làm tới tối chị về không ai rước đưa rước nó hết á. Không, xe chở tới ngay trang đầu đường mình thôi. Nó mắc làm công việc tùm lum á. Ủa nói chung mà tại cũng tùm lum lắm em. Không phải là chị cũng muốn cho con học lắm. Chứ không phải là mình để cho nhà nó không biết chữ tại tự học nó. Quanh năm suốt tháng chứ không phải học ngàn bữa. Thế nói chung là chắc em nghĩ chắc cũng cũng nhà nó kiếm chén cơm ăn là thấy cực. Đâu có nghĩ gì tới mà cái chữ cho nhỏ mà. Bữa làm lần thảo á, nó la nó chửi quá làm nổi chị nghĩ. Em đợi ăn hoài chị biết chứ bộ, chị làm sao á, nó khó chịu lắm, nó hay chửi nhân viên lắm. La ta làm được mà tới tháng mới lãnh tiền. Tới tháng lãnh tiền là chị không có tiền cho con ăn hàng ngày, là chị mới xin nghỉ. Lần thảo mình ứng được 500 hay 1 triệu gì đó. Còn la ta là tới tháng mới lậm tiền, rồi chị mới xin đó chị nghỉ. Chị làm quán của bà Út quản gia rồi đó, chị làm hết luôn đó. Chỗ nào chị cũng làm hết á. Mắt mấy đứa nó sáng bình thường vậy. Nó coi gì cũng phải sát đi nè mới thấy. Cận hả ta? Nó không phải cận nên là nó yếu á, mắt nó coi yếu. Vậy hả? Nó coi vậy đó. Nó yếu. Nó có coi hay bệnh vặt không chị? Hả? Có hay bệnh lặt vặt không chị? Có, em bệnh hoài luôn. Nó cảm sốt thôi, giờ hai chị em đang bệnh đó. Cái chân gì nó tùm lum chứ. Bị gì tật luôn. Thầy người ta đưa giấy bị tật rồi đó mà không có tiền lấy. Chị lấy cái đó về đi chị nộp ở xã để người ta liệt vô cái danh sách mà đối tượng sắp lập ra cam. Để người ta hỗ trợ. Để nào có tiền cho lên lấy. 1 triệu 1. Hai đứa là 2 triệu 1 hay sao? 2 triệu 2 hay sao?
thử có con mình con đó không à? Này không có đi thử. Chưa, chỉ thử con đó. Tại một mình chị nó bệnh là cả em bệnh luôn. Đúng không? Tại vì đây cũng bị tật mà mới công thử kia tốn tiền nữa. Thử thì phải có giấy tờ đầy đủ thì đúng rồi, thử là thử thì cái tiền thử rồi đó, mà người ta lấy giấy lên cái giấy người ta báo mình bị bệnh gì đó đem lên cho xã để trình báo đó, mà chị không có đủ tiền. Nghỉ chung người trong nhà không có gì có giá hả? Chị có cho uống thuốc chưa? Có uống rồi, uống qua rồi, giờ hết thuốc rồi. Hết thuốc chị mua thêm đó. Mà trước là hồi ông xã sao chị còn chung sống chị là cuộc sống nó cũng đỡ ha? Cũng đỡ, cũng có ông chị cũng đỡ khổ. Đỡ vất vả không? Cũng có... đi làm kiếm đồng ra đồng vô lo cho ba đứa còn vợ. Đúng rồi, còn một mình chị về làm không có đủ. Đủ đâu và đâu hết, lãnh lương cái là trơn sạch sẽ trơn như ăn trước trả sau. Lãnh lương cái là phân phát hết là không có ngàn đồng túi mai làm tiếp. Chào chị. Dạ chào chị. Dạ. Ở vòng vòng cái mé này là cũng còn là bà con bác là ở tạm trú không hả chị? Được. À. Vậy ở đây tụi chị ở đây là ở đây thôi chứ còn ở đây là địa phương hết. Chị cái hai chị em là xứ khác lại ở đây thôi. Rồi vậy chắc mình ở đây mình sinh sống luôn rồi hả chị, chứ đâu có tính đi đâu gì hả? Bây giờ biết ba đi đâu? Giờ mà dắt đi đâu mà biết giờ biết đi đâu giờ? Muốn, bây giờ muốn thuê nhà trọ cho sạch sẽ cho tụi nó ở cũng tiền đâu đây. Thôi kệ ở đây đi, nào đuổi thì tính sao? Hồi bữa cũng đuổi lần rồi đó. Người ta đâu cho ở đây. Dạ. Hả? Kêu không? Không, con ăn đi, để nó đi. Con thương mẹ hơn hả, thương em hơn? Mẹ thương, con thương em. Thương em hơn hả, thương mẹ hơn? Thương. Thương người nào hơn? Thương hết luôn hả? Dạ. Rồi mốt mốt mẹ già, mẹ lớn ai lo cho con? Con lo con làm gì? Chị làm một lần là tới 6 giờ 6 mấy mới về tới nhà. Người ta biết ta đi xe còn mình cái cuốc đi bộ không à? Hả? Con biết đi xe đâu có. Xe đạp cũng không biết nữa, cái đi bộ không à? Rồi gặp ai thì cái gian, còn không gặp thì cái đi bộ gì đó. Vậy giờ đang làm trên quán gian rồi. Giờ nghỉ rồi, khách éo người ta không thuê nữa. Này thì thường thường về mà nếu mà có làm giấy tờ rồi chính sách thì tháng bé cũng được 1 triệu hả chị? 1 triệu đúng không? Không, chị làm chính sách cho bé. Tháng chị không có giấy gì luôn hả? Có với mình có chứ. Thôi ráng đi làm cho hai cháu, rồi bên đây là địa phương người ta cũng hướng dẫn tới để trao quà, là người ta cũng quan tâm, rồi chắc người ta cũng sẽ hỗ trợ để làm cho một cái hồ sơ để mình có hưởng được cái chính sách, một tháng được 2 triệu cũng đỡ chứ. Đỡ cho hai cháu 2 triệu hai đứa, em nghĩ chắc một tháng ăn hai đứa cũng đủ á. Nếu đừng có bệnh tật, đừng bệnh hoạn gì là chắc đủ á. Mà nhiều khi mà chị cứ ngán ngán chị không đi làm á. Trời, chị làm hoài không? Tại chị thất nghiệp chứ chị làm không, chị làm luôn. Không, ý là làm giấy rồi chị. Tại giờ chị gắng làm từ đây mùng 2 nè, là có gần Tết người ta mướn á, chị làm lại thì kiếm tiền nó đi Sài Gòn chị lấy cái giấy mà bữa đi thử má con bé á. Dạ. Còn này chưa có thử. Em chị bệnh là em bệnh luôn. Hai chị em mà. Ngộ nó bệnh đó, hai đứa. Ngộ thiệt. Dạ. Làm như sinh đôi hả? Làm như sinh đôi hả? Ở chung nhà ở đây. Con bò. Cái gì? Bò. Con bò. Con bò trong cái lớp. Con đứng lên bình thường hả? Con đứng lên bình thường hả Khai? Dạ, dạ đúng rồi. Đâu đứng lên cho chú coi cho con đứng lên đi. Lấy mời chú ly nước tay. Bé này nhẹ hơn, tay chưa có đỡ. Không có cái gì đâu, cái mấy mẹ con vậy đó. Rồi không có thông tin gì để cho nó coi được màn hình không? Không có gì. Có một cái điện thoại 17 lên 7 xuống. Để tăng á điện thoại. Để người ta gọi đi làm. Điện thoại đó chị mà gớt ngoài đường có chuyện ta đi đạp lên là đứt chân ta. Bể luôn á. Nó mày miễn là bể miễn.
Cái gì em nói á, đứa bé nó ở nhà mình nó cũng gắn được một cái gì cho nó thôi. Không có cái gì hết. Không có gì hết, cái bò hai chị em là bò ra trước ngồi chơi rồi chán thì bò vô đây nằm. Cần chán thì bò ra trước cái làm gì hoài à. Nè, đó trẻ gì á. Mà chị đi làm, chị dành dụm chị lót cho nó. Cái này mà không có lót gạch này gạch kia tùm lum vậy hả? Thầy mình không có tiền, mình mua cái lộn xộn gì mình làm vậy cho con mình bò lót đi. Cho hồi trước là chị dựng lên nè, em vô em cần thấy thảm nữa, giờ đỡ rồi đó. Tưởng chị thích không màu có cái giường nằm nữa. Tưởng chị thích màu sắc lót gạch này gạch kia đó đẹp. Ba cái này, ba cái đồ. Đồ, chị gõ bột bột đó rồi chị có để có vậy đó. Có hũ vàng vậy đó. Người ta ấy cát không vô á, hồi trước là lần hòn vậy đó. Mà chị làm, chị dành dụm chị làm cho tụi nó bò lớp đó. Về nhà giúp hả? Dạ. À bữa con mấy trái mấy dưa hả? Ừ. Nghe chở hả? Cân hạnh hả? Ừ. Rồi dưa về ngon hết sảy luôn. Dưa trồng đây nè. Ngon ghê. Giờ có không cô? Hả? Giờ có dưa không? Hết rồi. Giờ có gì cô? Dạ không có gì hết, có bắp nè. Dạ. Này quần áo là chắc người ta cho. Ta cho không à cô? Ta cho không à? Mẹ con có bỏ quần áo. Mẹ con chị là cho nhưng quần áo thì cho không. Nói chung ra không có mua bộ nào hết. Ta cho không mà chủ yếu đi làm kiếm tiền mua gạo cho con ăn thôi. Còn quần áo thì cho không. Ở trong đây xa quá, chị này chỉ có xã mới biết giới thiệu thôi chứ mà còn đâu ai biết mà vô đây mà tao qua. Cũng ghé thăm cho được phần quà với 500 ngàn đó. Phần quà với 500 ngàn. À, xã ghé. Thì bởi vậy đây xã chỉ có cái xã ghé thôi chứ đâu tâm. Có đâu có ai biết. Ưu tiên ha. Thì bởi vậy Khương Dừa nói Khương Dừa chỉ có không có nhiều, chỉ có vài suất cho nên là xã cũng ưu tiên đưa cho bé nè. Hò quá hò. Thôi bữa nay chú với đây cô thì được bên xã dẫn tới thăm hai đứa con. Sao bên nói chuyện với chú không? Chú gửi cho tôi con phần quà. Phần quà. Ờ. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Ờ không có chi. Để mẹ mua cá mua gạo rồi tụi con ăn hang. Dạ. Ờ. Rồi sai nói chuyện với chú luôn Hoàng. Rồi có dịp thì chú ghé chú thăm. Con ngồi xuống đây xây mặt nói chuyện với chú. Thôi được rồi chị. Thôi được rồi. Nhưng mà bé vậy lớn cũng chậm ha. Thầy bác sĩ nó phát triển không có như thể hy sinh khác cái vậy hoài đó. Nằm mà nó khôn ra nó đầu óc nó khôn hơn những mấy đứa kia nữa. Cũng đỡ. Trời ơi nó nằm một chỗ giấc mơ mà chết chạy luôn á. Con lại cũng bị tới tháng phụ nữ mình cũng bộ. Trời chị cực lắm chị sướng đâu, chị đi làm thôi ở nhà con em nhờ em. Chứ không có em chị chết luôn. Thằng em bị bệnh nữa. Không có tự làm được hả chị? Nó không nó phụ nó vậy nó biết làm gì đâu. Nó tắm với tỷ ra tắm đi mình mắc công việc hai con muốn tắm không tắm đi. Cái ra nó gọi đầu con chốt đây à. Nó lấy xà bông nó bỏ lên đây nó gạo gọi sao nó sạch bằng mình tắm cho nó được. Cái hôm hoài trời. Hả? Con nói con á. Sao? Con hầu hoài. Con hầu hoài hả? Dạ. Ờ lát chú gửi cho con tiền rồi kêu mẹ mua thuốc con uống ha. Dạ. Ừ. Rồi con thích là con giữ tiền hay là em giữ hay là mẹ giữ? Mẹ con giữ. Sao vậy? Tiền. Con không giữ được hả? Dạ. Này em con giữ được không? Em con không nhỏ nhược. Sao vậy? Chị biết thì chị biết đón ha. Ừ. Nè chú với cô thì cái này phần quà của chú cô thì có 3 triệu chú gửi cho gia đình mình ha. Dạ. Dạ thôi nơi cũ ít lòng nhiều cũng hy vọng là Khương vừa tới thăm vậy nè rồi mai mốt có ai mà có quà có gì đó dạ tặng cho hai cháu nó. Mai gửi hả? Mai gửi cho cháu đi. Dễ thương nè chị. À, vì cái việc chị cảm ơn em thương rồi và cảm ơn hết. Nói chung là cũng không biết đừng nói nữa. Yeah. Nãy giờ nói quá trời không biết nói gì. Tự nhiên không phải cảm ơn là nói thì nói quá trời thiệt. Chứ mà nói. Nói cảm ơn không biết nói. Cảm ơn không biết đừng nói. Dạ, không có gì đâu chị ơi. Thôi vậy chị cảm ơn. Dạ, chia sẻ một xíu mấy em đi. Rồi quà mạnh thần quân đi.
Rồi đi đây, cô không biết đường đâu. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Cười duyên nó đẹp chứ bộ. Cảm ơn cô nữa. À, cô Thùy. Cảm ơn cô Thùy. Cảm ơn cô. Biết biết này nhiêu không? Dạ. Nhiêu tiền không? Không biết nữa. Không biết. Để coi anh này biết không? Dạ. Con biết này nhiêu tiền không? Biết không? Nhiêu vậy? 50. Không biết năm á. Quý số 5. Quý số 5. Không, cũng như học bên cha cũng thời gian đó. Mà không ai rước này kia mới nghỉ đó. Bên cha bên huyện mình á. Để nói chứ ở bên xã thì cũng cố gắng nghỉ này nghỉ kia, nhưng mà chắc cũng khó lắm. Khó để hỗ trợ cho một có một cái kế sinh nhai. Thôi chị gắn đi thôi, mấy thủ tục để cho hai bé nhận tiền hàng. Chỉ có nước là ví dụ như là giờ chị lên chị chắc, có nhiêu tiền để chị lấy tiền này giấy. Chắc mai chị lên lấy đi. Dạ chị lấy cái giấy rồi có mai anh chị sáu thì sao? Rồi hỏi rồi ví dụ như hỏi hỏi bên xã ví dụ như là vậy thì người ta hướng dẫn hồ sơ sao. Ở đây thấy đây xã đây mấy anh chị nhiệt tình, hội phụ nữ người ta cũng đi nè, hội chữ thập đỏ rồi thanh niên người ta đi đúng nè. Rồi đây là bên xã đây thương mẹ con dạ. Chị lắm cho nên là mình hỏi để người ta hướng dẫn vậy thì khi mà mình có hồ sơ mình được hưởng chính sách thì ở đây mấy anh chị cũng đỡ lo lắng cho mình. Dạ. Chứ còn nói chứ đi xin quà thì cũng ngồi đó mình cũng bị động, mình đâu biết khi nào người ta tới người ta cho được bao nhiêu thì cứ dẫn đi thì người ta cũng cố gắng. Dạ dạ có cái nguồn tháng 2 triệu rồi xong rồi ví dụ có gạo có mắm muối có ai cho gì nữa thì mình dẫn tới thì nó đắp đổ qua ngày vừa hết gạo hơn. Luôn vừa hết gạo đúng là tháng vừa hết gạo luôn. Hôm qua nay là anh đi tới đâu là nhà hết tới đó hơn hôm qua không qua, em bây giờ hết gạo luôn nè chị Năm cái xạo luôn hết giờ hết gạo luôn á của bà cụ kia mới sáng là qua thang với bà Sáu rồi 6 giờ mì tôm rồi gạo hết rồi 6 giờ không có việc làm chán tới nhà em ta cắt đòi cắt điện hết tiền điện xong mình theo vừa tới cứu khổ cứu nạn cứu nạn không biết nữa nhưng mà Khương vừa nói với bà con bác á nhiều khi mình gắng cố gắng mình nghĩ cái gì á để ví dụ mình hồi đó Khương vừa cũng suy nghĩ nó cũng nói chung cũng muốn mình gắng cố gắng nghĩ cái gì cho nó to tát hay gì đó để cho giúp cho người ta rồi hỗ trợ ít vốn người ta có kế sinh nhai nhưng mà rồi mình đi nghĩ lại rồi của họ cũng không làm được. Đó, thôi cho nên mình gắng cố gắng mình làm tốt cái công chuyện kinh doanh của mình đi rồi ví dụ mình có cái lợi nhuận gì mình lâu lâu mình trích mình đi trao thì nó dễ hơn cũng giống như Thùy cũng vậy đó. Chị hồi đó giờ chị cũng ao ước chỗ này nên chị ước sao mà chị có tiền á chị thuê cái nhà mà ngoài đường đồ á mình có mặt bằng ở trước nhỏ nhỏ cũng được chị bán cà phê rồi chị bán cái này cái kia kiếm đồng ba đồng vô nuôi tụi nhỏ ở nhà chăm sóc tụi nhỏ cũng được nữa được chị biết làm hết á nấu nướng thì chị biết hết chị làm giỏi lắm nên vô quán ai cũng phái hết á mà tại Lon Thảo chữ quá chị ghét chị nghĩ á này vô quán là mấy ông phái lắm không không chủ á chủ á ai cũng phái mà đặc biệt mấy ông hả chị làm giỏi lắm không phải là không có nhưng mà điểm giờ kinh doanh nó cũng khó. Hồi trước là chị làm ở đâu cũng được, bây giờ khó khăn quá, giờ khách đợi ế lắm. Bây giờ không có làm được, chứ hồi trước chị làm quán nào cũng vô người ta nhận hết. Chị làm thiệt tình với người ta lắm. Chứ không phải người ta chị vô mà chị lừa hay chị làm biến hay là này kia không có, chị làm thật tình, ai cũng thương, yeah. Trong quán ai cũng đều thương chị. Dạ. Yeah. Thôi, cố gắng chị, là buổi này kinh tế khó khăn, người nương tựa nhau. Giúp đỡ cái gì chị cảm ơn dạ. Em thương nhiều và mấy đứa em luôn nha. Dạ, chú cũng cảm ơn bên cảm ơn chú Tư luôn chú Tư. Cảm ơn chú Tư, cảm ơn bên xã. Cảm ơn chị con. Cũng, cảm ơn cô chú. Nói chung Cần Giờ cũng gần nên là đợt này ví dụ đi mà đi xong đi trao bao nhiêu hộ thì xong thí dụ đợt sau mà có quà nữa mà cô chú có ghé thì có tặng quà thêm. Mình lọc lại ai hơn ai khó khăn nhất. Đang mới sáng mới than bả nó trời ơi nhà không còn gì chắc tính kiểu này chết quá mới hôm qua cũng đi xin chỗ quán BB á một bé nghe, đã cực ngu bi mới qua chụp qua minh bản hỏi chú có còn nhận tiếp viên làm không chú à, rửa chén người bác rửa ly không hết tiễn rồi về mới xin đi qua đi xin nữa đó đi xin tùm lum á mà không có chứ phải là mình làm biến ở trong đây cũng khó nữa trên thành phố nó cũng dễ thành phố thì nhiều đông
Hồ quá ho. Dạ rồi, thôi cảm ơn bà con bác nhiều nha. Dạ Khương Dừa, Thùy Kim Khiết với lại các anh chị ở địa phương kính chúc bà con bác thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn lại ạ. Bye. Bye.